Con không nhận ra ba sao? Ba là ba của con đây. Tôi biết. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, ba là bà nội. Đây là nhà của tụi con. Có biết không? Nào, tụi con lại cả đây. Mau đi đi. Ông là ông nội của tụi con. Trong quá khứ, ông có hiểu nhầm rất lớn đối với mẹ của tụi con. Là tại ông không tốt, ông đã quá hồ đồ. Nhưng mà tụi con có nhớ lúc chúng ta quen nhau tại công viên ở Tuyền Châu? Lúc đó tuy ông không biết thân phận thật sự của tụi con, nhưng mà ông đã rất kinh ngạc. Ông đã rất tò mò. Nói là không biết người mẹ như nào mà có thể dạy được con cái ngoan như vậy. Là tụi con khiến ông tự kiểm điểm lại mình. Liệu có phải ông đã trách nhầm mẹ của tụi con không? Có lẽ là do số phận quyết định. Cho dù tụi con không đến Phúc Châu, thì ông tin chúng ta nhất định sẽ gặp mặt nhau. Thực ra khi ở Tuyền Châu, ông đã dặn dò giám đốc của tiệm đồ Tây nhất định phải đào tạo tụi con. Nhưng mà chúng ta đều lỡ mất nhau. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tụi con cũng đã tìm được đến nhà họ Trịnh. Là sự can đảm của tụi con và quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc. Giờ đã giúp cho nhà chúng ta được đoàn tụ rồi. Ông xin lỗi vì đã gây tổn thương cho tụi con và mẹ của tụi con. Có thể tha thứ cho ông được hay không? Lão gia, ông giận mẹ vì đã cướp mất con trai của ông. Con sẽ không trách ông đâu. Nếu như có người cướp mất Tiểu Kiệt, con cũng sẽ rất giận. Cảm ơn. Cảm ơn con đã thông cảm cho lập trường của ông. Nói thật nha, có mấy lần ông cũng mong ước Viên Viên và Mãn Mãn là con cháu của nhà họ Trịnh chúng ta thì tốt biết bao. Thật không ngờ lại là sự thật. Ông thật sự rất vui. Ông cũng biết ơn mẹ của tụi con đã để lại cho nhà họ Trịnh những đứa cháu ngoan đến như vậy. Ông sẽ an táng lại cho mẹ của tụi con hẳn hoi, để mẹ tụi con đường hoàng bước vào từ đường của nhà họ Trịnh chúng ta. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, tụi con có bằng lòng quay về nhà họ Trịnh hay không? Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, tụi con cũng biết, hiện giờ cho dù ba làm lễ tang lớn cho mẹ tụi con thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là bày tỏ sự áy náy của nhà họ Trịnh mà thôi. Ba sẽ nỗ lực cả đời để bù đắp cho tụi con, quan tâm tới tụi con. Ba biết, lúc ba đi, con mới có 2 tuổi. Ba sẽ không bao giờ quên. Lúc đó con vừa khóc vừa nói rằng: ba ơi đừng đi,
Ba đã nói với con, đợi ba, ba nhất định sẽ quay lại. Mấy năm nay, mỗi ngày chỉ cần ba nhắm mắt lại là toàn nghe thấy tiếng con gọi bên tai. Lúc ba tỉnh lại thì thấy ba đang khóc. Khi ba nhìn thấy những đứa bé chạc tuổi con thì ba lại nhớ đến con. Những năm qua ba rất chiều như mình, bởi vì ba đã đem tất cả tình yêu thương dành cho con để hết lên người của con bé. Nhưng ba biết, ở nơi phương xa còn có con của ba đợi ba đến ôm. Ba rất muốn được ôm con, rất muốn tặng một món quà nhỏ vào ngày sinh nhật của tụi con, để tụi con gọi ba một tiếng ba, nói với ba rằng: ba ơi, con cảm ơn ba. Thục Qua đã mất rồi. Ba biết, mấy năm nay tụi con đã chịu rất nhiều khổ sở. Ba hy vọng hiện giờ ba có thể làm một người ba, lại được ôm tụi con, để tụi con lại cảm nhận được tình yêu của ba, có được không con? Những điều ông nói tôi đã quên hết rồi. Tôi chỉ nhớ lúc mẹ còn sống, mỗi tối đều thêu đến khi trời sáng, ban ngày còn phải nghĩ cách lo liệu cái ăn cái mặc cho tôi và Tiểu Kiệt. Nhưng mà sức khỏe của mẹ tôi không tốt, toàn là âm thầm nôn ra máu, chứ không để cho chúng tôi biết. Cái gì có thể bán, mẹ cũng bán hết, chịu đủ mọi ức hiếp từ khách hàng. Nhưng mẹ chỉ biết mỉm cười với tôi và Tiểu Kiệt, chứ không để lộ ra chút dáng vẻ đau lòng nào cả. Bởi vì mẹ tin ông sẽ quay trở về, mẹ tin không phải hôm nay thì là ngày mai, hoặc là tháng sau, ông sẽ quay trở về. Mẹ vẫn thường đưa chúng tôi đến bến tàu đợi ông. Một khi đã đợi là đợi cả ngày. Từ ban ngày mẹ tràn đầy hy vọng, cho đến khi có sự thất vọng trên khuôn mặt mẹ vào lúc sẩm tối. Mỗi lần đi đến bến tàu đều như vậy. Tôi muốn bảo mẹ đừng đi nữa, bởi vì tôi không nỡ lòng nào nhìn mẹ từ vẻ mặt rạng rỡ đến sẩm tối lại trở nên đau buồn như vậy. Lúc đó tại sao ông lại không đến? Tại sao ông chưa từng xuất hiện trên bon tàu của bất kỳ con thuyền nào? Tôi và Tiểu Kiệt luôn bị người ta cười châm biếm là đứa trẻ không có ba. Tiểu Kiệt cũng vì vậy mà không có lấy một người bạn, thường xuyên bị bắt nạt, bị đánh đến nỗi trên người toàn vết thương, về nhà cũng không khóc lóc kể lể với ai cả, bởi vì chúng tôi không có sự bảo vệ của ba. Nên chúng tôi đã sớm học cách kiên cường, học cách bị đánh mà không khóc, để thay ba bảo vệ cho mẹ. Nếu như mẹ còn sống, chúng tôi có thể rất tự hào mà nói rằng không có ông cũng không sao, bởi vì tôi và Tiểu Kiệt sớm đã có khả năng bảo vệ cho mẹ tôi rồi. Hơn nữa, khác với ông, chúng tôi vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi mẹ. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, cho ba thêm một cơ hội nữa, có được không? Cho ba thêm một cơ hội nữa để bù đắp cho tụi con, có được không con? Ông không có cách nào trả lại cho chúng tôi được đâu.
Trừ khi ông trả lại mẹ cho chúng tôi. Nếu như ông quay về sớm hơn thì mẹ tôi sẽ không chết. Ông trả lại mẹ cho chúng tôi, bằng không chúng tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ông đâu. Chị ơi, chị đừng tức giận, đừng nói nữa mà. Tiểu Kiệt, chị hỏi em, em cần ông ấy hay em cần chị? Con à, sao con lại nói câu ấy được chứ? Con nói như vậy Tiểu Kiệt làm sao mà trả lời con được đây? Tụi con đều là con cháu nhà họ Trịnh, thằng bé cũng vậy, có đúng không? Con chỉ là con của mẹ con thôi, chứ không phải con của bất kỳ ai cả. Tiểu Kiệt, em vừa chào đời thì ba đã đi rồi. Đối với em mà nói, ba không có lỗi với em, bởi vì hoàn toàn em không biết mặt ba. Thế nên nếu như em muốn ở cùng với ba thì chị cũng sẽ không ép em. Em cứ ở lại đây đi. Nhưng mà chị thì không có cách nào gọi ông ấy một tiếng ba được, cũng không có cách nào ở lại đây sống cuộc sống thoải mái, mà lại để mẹ cô đơn một mình nằm ở mảnh đất quan tại Bành Hồ được. Chị ơi, cho dù mẹ còn hay mất đều là chị chăm sóc cho em. Sau này lớn lên em sẽ chăm sóc cho chị. Em không muốn rời xa chị. Chị đi đâu thì em theo đó. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, con ngoan, con ngoan, nghe lời chú. Mẹ không hy vọng các con làm cô nhi đâu, mẹ sẽ không đồng ý đâu. Sau khi mẹ mất thì con và Tiểu Kiệt đã là cô nhi rồi. So với hiện tại thì có khác gì chứ? Tụi mình đi thôi. Tiểu Kiệt, tụi mình về nhà. Không, tụi mình về nhà của mẹ. Đi thôi, cản tụi nhỏ lại, mau lên, đừng đuổi theo nữa. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, một nhà chúng ta đã khiến tụi nhỏ và cả mẹ tụi nhỏ chịu quá nhiều đau khổ. Những năm qua, trong lòng tụi nhỏ đã chất chứa quá nhiều ấm ức, bắt buộc phải để cho tụi nhỏ phát tiết ra. Đợi sau khi phát tiết xong sẽ lặng lẽ suy nghĩ lại. Đừng quấy rầy tụi nhỏ nữa. Nhưng mà tụi nhỏ sẽ đi đâu được chứ? Chỉ có chỗ thầy Dương là có thể đi thôi. Lão Lý, dặn dò thầy Dương thầy chúng tôi chăm sóc tụi nhỏ thật tốt, đừng để cho tụi nhỏ chạy đi lung tung. Đợi một khoảng thời gian tụi nhỏ bình tĩnh lại thì chúng tôi sẽ lại đến thăm tụi nhỏ. Vâng. Cái tính bướng bỉnh của Tiểu Quân giống y hệt chị dâu năm đó. Tiểu Kiệt, em có trách chị tự mình quyết định không nhận lại ba hay không? Chị ơi, chỉ cần chị không tức giận là được rồi. Chị quyết định việc gì em cũng nghe theo chị hết. Thực ra em rất muốn nhận ba, rất muốn ở bên cạnh ba, có phải hay không? Em không có. Chị ơi, chị đừng tức giận nữa, em thật sự không có đâu. Em không cần sợ chị giận nên mới không dám nói thật đâu. Chị biết em rất thích ba, rất muốn ở bên ba. Nhưng mà là ba đã lừa mẹ. Tiểu Kiệt, đợi sau này em lớn lên, em sẽ biết ba có lỗi với mẹ nhiều như nào. Nếu như mẹ biết ba kết hôn với người khác, cũng chắc chắn sẽ không để tụi mình ở cùng với ba đâu. Chị ơi, vậy chúng ta quay về, đừng để ba tìm thấy chúng ta nữa.
Đã cả ngày nay rồi, sao mà vẫn chưa về chứ? Ba, ba đừng quá lo lắng. Tiểu Quân và Tiểu Kiệt chắc sẽ không sao đâu. Hơn nữa, không phải Trịnh lão gia đã phái rất nhiều người đi tìm tụi nhỏ hay sao? Nhất định có thể tìm thấy tụi nhỏ mà. Ba yên tâm. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, hai em chạy đi đâu vậy? Không sao chứ? Có bị thương chỗ nào hay không? Tụi em không sao. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt. Là Trịnh lão gia tìm thấy tụi con phải không? Quay về là tốt rồi. Hai em nhất định đã đói rồi phải không? Chị Tiểu Dân sẽ đi nấu ngay chút gì đó cho tụi em ăn, sau đó ngủ một giấc. Có gì thì để mai nói được không? Ba, con đi nấu chút gì đó cho hai em ấy ăn nha. Được, mau đi đi con. Đi đi. Tụi con đã nhận ra ba chưa? Sao lại không ở nhà họ Trịnh vậy? Con nít, đừng có thở dài như vậy. Con mới có 10 tuổi. Con nít 10 tuổi nên ngây thơ, vui vẻ mới đúng. Tiểu Quân à, con có biết vì sao mẹ tụi con lại chịu đựng nỗi đau của bệnh tật, vượt qua khó khăn để chăm sóc cho tụi con hay không? Mẹ của tụi con hy vọng với sự chăm sóc của cô ấy, tụi con có thể cảm nhận được một chút vui vẻ của tuổi thơ. Sẽ không vì không có ba, không có tiền mà trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác. Đau xót khi tụi con nhìn thấy thế giới của người lớn quá sớm. Đáng tiếc, nguyện vọng này của cô ấy chưa đạt được thì đã ra đi rồi. Thầy nghĩ hai đứa tụi con đã chịu đủ mọi thử thách trên thế giới này rồi, mất đi tuổi thơ quá sớm. Thầy nghĩ cô ấy ở trên trời sẽ thấy rất buồn đó. Thầy Dương, có phải vì tụi con không tốt nên mới khiến mẹ buồn không? Vậy tụi con phải làm sao đây? Tụi con không có không tốt, một chút cũng không có. Chỉ là vì tụi con quá hiểu chuyện, quá kiên cường mới khiến cho người lớn đau lòng. Tiểu Kiệt, nếu muốn mẹ tụi con vui vẻ, thật ra rất đơn giản. Chính là con và Tiểu Quân đều vui vẻ. Chỉ cần tụi con thật sự vui vẻ, bỏ hết oán hận, thì mẹ tụi con mới vui vẻ được. Con và Tiểu Kiệt sẽ sống thật tốt. Đời sau này lớn lên sẽ sống cuộc đời hạnh phúc. Đến lúc đó mẹ cũng sẽ vui. Hiện giờ tụi con vẫn chưa hiểu ý của thầy, nhưng tụi con thông minh như vậy, thầy nghĩ rất nhanh tụi con sẽ hiểu cả thôi. Sao em vẫn còn chưa ngủ? Em không có cách nào ngủ được. Em vừa nhắm mắt là lại thấy người xấu bắt tụi mình đi. Thôi đừng nghĩ nữa, những người đó đều bị cảnh sát bắt đi hết rồi. Chúng ta đã an toàn rồi mà. Chị à, họ sẽ giết tụi mình thật hay sao? Bảo em đừng nghĩ nữa mà sao em không nghe lời vậy? Nhưng em không dám nhắm mắt lại. Em sợ lắm chị ơi. Chị ơi, chị nói xem, có khi nào cả đời này em sẽ không ngủ được không? Em đừng có nghĩ nữa, có chị bảo vệ cho em rồi. Nếu như em không ngủ được thì chị sẽ làm giống như mẹ, hát cho em nghe có được không? Nào. Bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ, sáng lấp lánh rực rỡ trong đêm, ánh lên trong màn đêm ngập tràn. Mẹ ơi, con muốn mẹ ôm con ngủ. Mẹ ơi, con cũng muốn ôm. Con cũng muốn ôm nữa. Được, cùng nhau ôm. Lớn dậy rồi mà tụi con vẫn còn làm đủng. Nào lại đây. Nào, chị ôm em trai ngủ ha. Nào, chị ôm lấy em đi. Có lạnh không? Không lạnh.
Mẹ ơi, ba mẹ con mình ôm nhau ngủ, ấm lắm luôn. Được rồi, ngoan. Mẹ ơi, mẹ hát cho con nghe đi mẹ. Được. Bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ, sáng lấp lánh rực rỡ trong đêm, như vô vàn những đôi mắt nhỏ. Sáng lấp lánh rực rỡ trong đêm. Mẹ muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Tụi con hát ngôi sao nhỏ cho mẹ nghe nha. Nhưng mà ngày mai mẹ nhất định phải tỉnh lại đó. Được. Nào, bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ, sáng lấp lánh rực rỡ trong đêm, như vô vàn những đôi mắt nhỏ. Ánh lên trong màn đêm ngập tràn, bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ, sáng lấp lánh rực rỡ trong đêm, sáng lấp lánh rực rỡ trong đêm, bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ, sáng lấp lánh rực rỡ trong đêm, như vô vàn những đôi mắt nhỏ, ánh lên trong màn đêm ngập tràn, bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ, Dĩ Văn. Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Rất không lạc quan. Hôm qua phía cảnh sát làm phiền ở đây cả một buổi tối, cứ nhất quyết truy hỏi khẩu cung. Chúng tôi không dễ gì mới đuổi được họ đi. Chứ tình hình của bệnh nhân có thể gắng gượng đến giờ này đã là một kỳ tích rồi. Hoàn toàn dựa vào ý chí sinh tồn của anh ấy. Dĩ Văn, Dĩ Văn, Dĩ Văn, Dĩ Văn. Mỹ Phương, em đến rồi sao? Thế Hiền, cậu cũng đến rồi sao? Dĩ Văn, cậu đừng nói nữa, nghỉ ngơi một lát đi. Thế Hiền, tôi muốn nói. Mỹ Phương, xin lỗi em. Thế Hiền, tôi cũng xin lỗi cậu. Xin lỗi lão gia. Tôi có lỗi với quá nhiều người. Dĩ Văn, anh đừng nói chuyện nữa. Anh bị thương rất nặng, đợi khi nào lành vết thương rồi nói có được không? Không, phải để cho anh nói. Thế Hiền, cậu có thể cho tôi một cơ hội hay không? Tôi muốn được nói chuyện riêng với Mỹ Phương.
Thế Hiền, tôi xin cậu đấy, cho tôi một cơ hội cuối cùng đi. Đi thôi. Được. Bệnh nhân có vấn đề gì, xin hãy báo ngay cho chúng tôi. Được. Mỹ Phương, bọn họ có làm khó em hay không? Dĩ Văn, anh đừng lo cho em. Anh bị thương rất nặng, anh nhất định phải dưỡng thương cho tốt. Mọi việc đợi khi nào anh khỏe lại rồi nói. Anh sợ nếu còn không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Không đâu. Mỹ Phương, em biết không, anh vẫn luôn yêu em. Nhưng mà bản thân anh thấy mình không xứng với em. Không đâu. Nếu như có thể để anh quay lại từ đầu thì bằng bất cứ giá nào anh nhất định sẽ ngăn cản em và Thế Hiền kết hôn. Anh không đành lòng để cho em sống cuộc sống như vậy. Anh thà rằng để một mình anh gánh lấy tất cả đau khổ. Dĩ Văn, Mỹ Phương, đừng khóc. Tất cả đau khổ đều trách anh không tốt, không thể giúp được em. Không đâu. Dĩ Văn, em không đáng để anh vì em mà làm như vậy. Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Sao anh lại không nghe lời em sớm quay đầu lại? Mỹ Phương, tất cả những gì anh làm anh đều không hối hận. Chuyện mà anh hối hận nhất là đã không ngăn cản em và Thế Hiền để cậu ấy có được em, để em gả cho Thế Hiền. Nhưng mà Thế Hiền lại không hề trân trọng em. Anh thấy không đáng thay em, và cũng không đáng thay anh. Anh nhất định thay em đòi lại công bằng. Anh không phục, anh không chịu thua. Đừng nói nữa Dĩ Văn, anh đừng nói nữa. Mỹ Phương, Mỹ Phương, anh muốn nói gì? Mỹ Phương, Mỹ Phương, anh Dĩ Văn, Dĩ Văn,
Mỹ Phương, con dọa mẹ hết hồn. Mẹ vừa về đã nghe nói con xảy ra chuyện. Mẹ đang hỏi chuyện Trịnh lão gia đây. Ba. Mẹ. Dĩ Văn. Dĩ Văn, anh ấy chết rồi. Con bé này, sao con lại ngốc như vậy hả? Sao cậu ta lại muốn giết sạch tiền của nhà họ Trịnh chứ? Nhà họ Trịnh phụ bạc với con còn có mẹ ra mặt thay con. Trịnh lão gia, lúc đầu các người hứa với lão gia nhà chúng tôi như thế nào? Lão gia nhà chúng tôi vừa mới mất, các người liền để mặc cho Thế Hiền ức hiếp Mỹ Phương nhà tôi hay sao? Cái gì mà lấy chồng thì theo chồng? Tôi không tin vào chuyện ấy đâu. Chuyến này tôi từ nước Mỹ xa xôi bay về đây không phải chỉ vì thăm bạn bè cũ, mà mục đích chủ yếu là muốn đưa Mỹ Phương và Như Bình về Mỹ. Còn về số tài sản mà Mỹ Phương đáng được chia, đến nước ngoài rồi tôi sẽ mời luật sư nước ngoài thư kiện, ít nhất phải được một nửa. Bà Thông gia, tôi nói này, con người bà đúng là không nói lý. Chúng tôi có chỗ nào đối xử tệ với Mỹ Phương? Đều là một mình con bé tự làm càn. Bà nói con gái tôi làm càn hay sao? Được. Tôi đây muốn đưa đứa con gái làm càn này về Mỹ sống cuộc sống nhàn hạ. Thế giới bên ngoài kia lớn lắm, ai thèm tiếc cái hang nhỏ nhà họ Trịnh mấy người. Mẹ, mẹ đừng có tranh giành nữa mà. Hiện giờ mẹ tranh giành những thứ này có ích gì chứ? Con không muốn cái gì hết. Con thực sự không muốn cái gì hết. Ba, Dĩ Văn đúng là đã làm sai, nhưng mà không phải vì bản thân anh ấy. Tất cả những gì anh ấy làm đều là vì con. Trước khi Dĩ Văn mất đã nói hết với con về nơi giấu tiền. Bà yên tâm đi, chỗ tiền đó con sẽ trả lại cho nhà họ Trịnh không thiếu một xu. Bà Thông gia, Diệp Dĩ Văn không chỉ giết tiền của nhà họ Trịnh, mà cậu ta còn lập công ty giả để trục lợi. Cậu ta đem thuốc giả đổ lốt dược liệu cao cấp, gây ra chết người. Vậy thì bà nói xem, những người bị cậu ta hại chết, lẽ nào đều là họ đáng đời hay sao? Dĩ Văn dùng quan hệ với người nước ngoài để mở công ty, tôi đã nghe ngóng rõ ràng rồi. Những người đó đều là người da trắng, ăn chùa uống chùa ở Trung Quốc, không có xuất thân gì hết. Chúng ta có thể dùng tội lừa đảo để đi kiện họ. Đợi đến khi họ bị dẫn giải về nước của họ thì cũng sẽ phải đi tù như thường. Chỉ là ngoài ra còn có một người phụ trách, tên là Hà Đại Phong. Bộ phận ông ta phụ trách có liên quan đến mạng người, không dễ giải quyết đâu. Trình lão gia, tôi thấy ông kiện ông ta trước đi, đến khi phía cảnh sát bắt được người rồi tính tiếp. Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng đã truy nã anh ta, trốn không được lâu đâu. Ngoài ra tôi còn nghe ngóng được Hà Đại Phong này có một đứa con mắc bệnh máu trắng, cần được chữa trị, lúc nào cũng cần phải có thuốc để khống chế. Anh ta đem theo con chắc chắn sẽ không đi xa đâu. Chỉ cần theo dõi ở bệnh viện thì tôi thấy sớm muộn cũng bắt được anh ta thôi. Cảm ơn bà đã giúp tôi nghe ngóng được nhiều tin tức như vậy, đều rất có ích. Ông không cần phải cảm ơn tôi. Tôi vì con gái tôi nên mới nghe ngóng những chuyện này. Mỹ Phương, chúng ta về phòng đi con. Nói chuyện hẳn hoi, nghĩ kỹ xem sau này phải làm như nào. Nào nào. Con trai, đừng có để ý họ. Đợi mấy ngày nữa chúng ta đón Tiểu Quân và Tiểu Kiệt về, cái nhà này sẽ bình yên lại thôi. Mẹ, bây giờ lòng con rối lắm. Mẹ để cho con yên tĩnh một mình được không? Này lão gia, ông xem. Thuộc qua.
Đây là sự trừng phạt của em dành cho anh phải không? Anh thật sự không có tư cách để nhận lại con của mình hay sao? Làm việc sao không tập trung vậy? Lại nghĩ lung tung cái gì nữa hay sao? Ba, ba nhìn Tiểu Quân đi. Cả buổi sáng đều ngồi theo cái khăn đội đầu đó, cứ như là trong lòng không chịu phải ảnh hưởng gì vậy. Con thì hiểu cái gì? Tiểu Quân muốn theo xong sớm một chút để đem đi tặng cho bà ngoại của nó, đúng hay không? Con sắp theo xong rồi, vừa theo vừa nghĩ đến bà ngoại đối xử tốt với tụi con. Con thấy con phải cố gắng thêm mới được. Không thôi sao uổng bức tranh mẹ giúp con vẽ, khiến cho bà ngoại chờ đợi trong vô vọng mất. Chị, em nhớ bà ngoại quá. Chị có còn nhớ món gà hầm bà ngoại làm cho tụi mình hay không? Nhớ chứ, đó là món ngon nhất chị từng được ăn. Gà hầm hay sao? Chị Tiểu Vân cũng biết làm đó. Hay là như vậy đi, hôm nay chúng ta ăn gà hầm có được không? Hay quá, hay quá đi, hay quá. Tiểu Kiệt, hôm nay tụi mình có thể yên tâm ăn thịt gà rồi, không phải sợ người khác cướp mất. Nếu như bà ngoại biết được, nhất định sẽ mừng cho tụi mình đó. Chị đừng nói nữa được không? Càng nghĩ em lại càng thèm. Mèo nhỏ ham ăn. Được, vậy để chúc mừng tụi con thoát nạn, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt gà. Tiểu Dân, lại đây. Con đi ra ngoài mua lấy con gà to béo về để nướng ăn. Dạ, con đi ngay đây. Em cũng muốn đi, em cũng muốn đi, em cũng muốn đi. Em cũng muốn đi mua thịt gà nữa. Được, 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 ba chị em mình cùng đi nha. Dạ. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, đến khi nào tụi con mới cười nói vui vẻ như vậy với ba? Nào, đi thôi. Chúng ta mua gà thôi. Đi mua gà thôi. Tiểu Kiệt, không được chạy lung tung đâu đó, nhất định phải nắm tay chị gái đấy, có biết không? Em biết rồi. Đi thôi, đi mua gà thôi, đi mua gà thôi. Vừa nãy cậu đã đứng ở ngoài đợi rất lâu phải không? Cũng may là cậu không bước vào làm phiền hai đứa nhỏ. Nói thật, hai đứa nhỏ không giận cậu cũng đều là tự cậu chuốc lấy. Không sai, tôi biết. Cậu đã quan tâm tới hai đứa nhỏ đến như vậy, tại sao năm đó lại có thể dứt bỏ mẹ con họ? 7 năm không ngó ngàng tới, thật không có lương tâm mà. Ai nghe cũng thấy bất bình cho hai đứa nó. Không sai, tôi đúng là quá đáng ghét. Đều trách tôi ý chí không kiên định, trách tôi do dự thiếu quyết đoán. Nhưng mà 7 năm nay không có ngày nào là tôi không nhớ đến mẹ con cô ấy. Cậu còn dám nói không quên, nhưng trong nháy mắt cậu đã cưới vợ khác. Lúc đó mẹ của tôi bệnh nặng, bà không đợi tôi được.
Hơn nữa lúc đó tình hình trong nhà rất không tốt, cửa hàng đồ tay suýt sập tiệm. Gia đình của Mỹ Phương đã giúp đỡ chúng tôi nên mới có thể tiếp tục kinh doanh. Ba của tôi đương nhiên sẽ không để tôi lấy người khác mà bỏ rơi Mỹ Phương. Nói vậy là vì tiền, cho nên cậu mới lấy vợ mới hay sao? Có thể nói như vậy. Lúc đó Mỹ Phương biết tôi ngày đêm nhớ mong mẹ con Thục Hoa, cũng đã biết tôi và cô ấy có với nhau hai đứa con. Cô ấy đồng ý để tôi đi, nhưng mà mẹ của tôi không đồng ý. Càng lo lắng càng khiến bệnh của bà thêm nặng. Lúc đó tôi thực sự rất sợ, thế nên tôi thực sự không thoát ra được. Tôi thấy mẹ của cậu lại đang giả bệnh, bà ấy nắm được lòng hiếu thảo của cậu cho nên mới không để cho cậu đi. Cậu không đi cũng được, nhưng mà cậu cần cái gì phải cưới người khác chứ? Mỹ Phương luôn muốn giúp tôi, nhưng mà mẹ tôi khăng khăng muốn tôi kết hôn với cô ấy. Lúc đó Mỹ Phương đã nghĩ ra một cách. Cô ấy nói cô ấy sẽ đính hôn với thiếu gia nhà giàu khác ở trong thành. Nhưng mà không ngờ gã thiếu gia đó là một tên cầm thú, nhân phẩm quá tệ. Mỹ Phương chưa gả vào đó mà hắn đã 5 lần 7 lượt muốn cưỡng bức cô ấy. Nếu không cho, còn bị hắn đánh đập. Lúc đó tôi nghĩ Mỹ Phương chỉ cần ngày nào còn có hôn ước với bọn họ thì sẽ phải hốt hoảng lo sợ ngày đó. Sau khi cô ấy kết hôn, mỗi ngày đều phải sống cuộc sống bị tên khốn đó giày vò. Tôi liền đồng ý cưới Mỹ Phương. Hóa ra là vậy. Theo như cậu nói thì cậu bắt buộc phải cưới rồi. Tôi và Mỹ Phương kết hôn, không lâu sau thì có con. Tôi và Mỹ Phương đã bàn bạc để tôi quay về An Bình, sắp xếp ổn thỏa cho mẹ con họ. Mỹ Phương đã đồng ý. Cô ấy nói là đợi cô ấy sinh xong sẽ cho tôi đi. Nhưng sinh con xong sức khỏe cô ấy không tốt, tôi cũng không đi được. Tôi cứ thế lạ nên đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói nhỏ với tôi rằng thực ra Mỹ Phương không bị bệnh, cô ấy giả bệnh thôi. Cô ấy luôn miệng bảo tôi đi tìm mẹ con Thuộc Qua, nhưng trong lòng không hề tình nguyện. Sau khi biết chuyện tôi giận lắm. Tôi đi tìm Mỹ Phương cãi nhau một trận với cô ấy. Không ngờ cô ấy nói là muốn dẫn Như Bình đi, còn nói rằng sẽ chết cho tôi xem. Lúc đó tôi lo lắng quá nên đi tìm họ. Không ngờ họ thực sự ngã xuống vách núi. Nhưng vào giây cuối cùng, Mỹ Phương ném Như Bình lên, còn cô ấy đã ngã xuống dưới, suýt mất cả mạng. Ba mẹ tôi trách tôi có lỗi với Mỹ Phương. Tôi cũng thấy rất áy náy. Mấy năm nay tôi đã dẫn Mỹ Phương ra nước ngoài khám bệnh, cuối cùng cũng chữa khỏi hai chân không bị tàn tật. Nhưng cô ấy không thể sinh con. Không ngờ chuyện này kéo dài. Đã 7 năm, tôi chưa bao giờ ngừng nhớ nhung mẹ con Thuộc Qua. Tôi từng cho người đến An Bình tìm họ, nhưng mà không tìm được. Người ở đó nói họ đã chuyển nhà. Tôi có thể tìm thế nào cũng không được. Hóa ra thật sự là số phận trêu ngươi.
Cậu cũng không biết sau lần ly biệt đó không còn gặp lại mẹ tụi nhỏ nữa. Đời này kiếp này tôi không thể bù đắp cho Thục Qua, nhưng tôi sẽ không từ bỏ bù đắp cho Tiểu Quân và Tiểu Kiệt. Cho dù tụi nhỏ không tha thứ cho tôi cũng sẽ làm hết trách nhiệm của một người ba. Tôi sẽ luôn đứng sau, âm thầm bảo vệ cho chúng. Cậu yên tâm, Tiểu Quân là đứa trẻ vừa hiểu chuyện vừa tâm lý. Sau này con bé sẽ hiểu cho sự bất lực của cậu. Chỉ là bây giờ cậu cần cho con bé chút thời gian để con bé bước ra khỏi đau thương trong quá khứ. Nếu cậu biết nỗi khổ mà tụi nhỏ phải chịu đựng suốt thời gian qua, thì cậu cũng sẽ không ép buộc chúng nữa. Tôi có hai thứ này, phiền thầy Dương. Thầy Dương đưa cho Tiểu Quân và Tiểu Kiệt giúp tôi. Đây là kèn harmonica cho Tiểu Kiệt. Tôi nhặt được trên đường, bị giẫm hỏng rồi. Tôi cất lại cho mình. Tôi đã mua cho thằng bé cái mới. Thầy Dương, còn đây là ngọc bội hồi xưa tôi tặng cho Thục Qua. Tiểu Quân đã bán nó cho quầy vé. Tôi cũng đã tìm được, trả lại nó cho Tiểu Quân để con bé giữ làm kỷ niệm. Thầy Dương, sau này nhờ thầy Dương chăm sóc Tiểu Quân, Tiểu Kiệt nhiều hơn. Tiểu Quân, ăn nhiều lên em. Thịt gà ngon quá. Nếu em thích ăn đùi gà, cho em luôn cái này. Em ăn một cái rồi. Cái này nên đưa cho thầy Dương. Thầy Dương, cảm ơn thầy vẫn luôn chăm sóc tụi con. Tiểu Kiệt, con đúng là hiếu thảo. Tốt. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, thời gian tới các con cứ sống ở đây đi, đừng vội về An Bình. Kiếm nhiều tiền rồi hẳn đi. Nhưng người nhà họ Trịnh vẫn sẽ đến tìm tụi con. Con muốn tránh họ. Sao con lại cố chấp như vậy? Con đâu cần phải xa lánh người nhà họ Trịnh đâu. Theo thầy thấy, tính cách của con được di truyền từ Trịnh lão gia. Chị con mà nổi giận thì hung dữ lắm. Thật sự rất giống với Trịnh lão gia. Em đừng nói linh tinh nữa. Em sợ quá đi. Mọi người xem, Trịnh lão gia đến rồi kìa. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, hôm nay đúng là Trịnh thiếu gia đã đến đây. Hai con không muốn biết Trịnh thiếu gia đã nói gì hay sao? Thật ra cậu ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ để lại hai thứ cho các con thôi. Cậu ấy nghĩ đây là thứ mà bây giờ các con cần nhất, phải không?
Sao mấy lại có ngọc bội của mẹ con? Các con tưởng rằng cậu ấy chưa bao giờ đi tìm các con phải không? Con sai rồi. Thật ra cậu ấy đã đi khắp nơi để tìm các con. Mấy lần cậu ấy bỏ nhà ra đi, các con đã gặp nhau rồi mà. Cậu ấy không phải loại người vô trách nhiệm, chỉ là vận mệnh trêu đùa khiến cậu ấy không thể đi tìm các con thôi, mà bỏ lỡ các con. Các con vẫn còn nhỏ, không hiểu sự áy náy và tự trách của người lớn, buồn hơn bất cứ điều gì. Ông ấy đi khắp nơi tìm tụi con thật sao? Đúng vậy, ngọc bội là minh chứng tốt nhất. Nếu cậu ấy không đi khắp nơi tìm tụi con, sao có thể tìm được ngọc bội này? Sao có thể luôn mang theo bên mình phải không? Tiểu Quân à, tình thân giống như quần áo xé toạc, kéo rách, muốn khôi phục lại như cũ còn khó hơn nhiều so với may một chiếc áo mới. Nhưng mà ba các con nguyện dùng cả đời để bù đắp. Đừng khóc nữa, phải xem các con có chịu cho cậu ấy cơ hội hay không. Chị xem nè. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, có các con, ba mới được viên mãn. Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Chị, cuối cùng chị cũng chịu gọi ông ấy là ba rồi. Chúng ta có ba rồi. Ba ơi! Hôm nay muộn rồi, sáng mai thầy dẫn các con đến nhà họ Trịnh đoàn tụ với ba các con nha. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, ba sẽ kiên nhẫn chờ đợi các con hồi tâm chuyển ý.